Bị đuổi khỏi chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh vì nuôi 19 chú chó, chủ nhân nói gì? Hình ảnh 19 chú chó bị nhốt trong lồng, nằm bơ vơ giữa trời nắng gay gắt tại một chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều người xót xa. Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh 19 chú chó bị để dưới sân một chung cư ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, giữa trời nắng gây xôn xao dư luận. Trong clip, đàn chó bị nhốt trong lồng, xung quanh có nhiều đồ đạc gia dụng. Vì thương xót 19 chú chó, người dân sống gần đó đã thay nhau chăm sóc và cho chúng ăn uống. Đồ đạc bị đặt ngổn ngang dưới sân chung cư, ảnh, Quỳnh Tâm. Phóng viên Dân Trí đã có mặt tại chung cư này để ghi nhận sự việc. Thời điểm chúng tôi đến, 19 chú chó đã được mang đi, riêng đồ đạc vẫn nằm ngổn ngang dưới sân. MC Minh Sù, cư dân sống tại chung cư này, chia sẻ, từ tối ngày 2 tháng 3. Tôi đã thấy 19 chú chó được đặt ở đây và nhiều người vây quanh. Buổi tối đàn chó vẫn còn sủa nhưng sáng đã không sủa nữa. Chắc do chúng mệt. Chúng bị nhốt trong lồng giữa trời nắng trông rất tội. Cũng may dân cư ở đây hỗ trợ chăm sóc nên đàn chó được tiếp sức. Một cư dân khác cho biết, khi thấy đàn chó bơ vơ dưới sân, chị và một số người sống trong chung cư đã thay nhau túc trực chăm sóc. Họ cho 19 chú chó ăn uống và dọn dẹp vệ sinh các lồng đựng. Khi thấy trời đổ nắng, người dân lấy đồ che chắn và đưa đàn chó vào bóng râm tránh nóng. Đàn chó bị bỏ giữa trời nắng, ảnh, cư dân cung cấp. Đàn chó được mang vào bóng râm tránh nắng, ảnh, cư dân cung cấp. Đến chiều ngày 3 tháng 4, chủ nhân của 19 chú chó, chị N.V, sinh năm 1989, trở lại chung cư, sau đó gọi xe đến để vận chuyển đồ đạc của mình đi. Chia sẻ với phóng viên Dân Trí, chị N.V phủ nhận chuyện bỏ rơi đàn thú cưng, đồng thời nhấn mạnh rất yêu thương chúng. Nguyên nhân chị để 19 chú chó và đồ đạc bên dưới chung cư là vì bị ép chuyển đi. Chị N.V nói, không có chuyện tôi bạc đãi hay bỏ rơi đàn chó. Thậm chí, tôi còn thương chúng như con của mình. Từ hôm qua đến giờ tôi không thể túc trực chăm sóc các bé, 19 chú chó, phóng viên, vì phải đi kiếm nhà mới cho chúng. Tôi gửi lời cảm ơn đến các cư dân đã hỗ trợ chăm sóc đàn chó trong lúc tôi không có mặt ở đây. Hiện tại, chị N.P đã chuyển 19 chú chó đến một spa chăm sóc thú cưng tại thành phố Thủ Đức để ở tạm trong một tuần. Đồng thời chị cho biết đã tìm được chỗ thuê mới nên quay lại chung cư để di dời đồ đạc. Chủ nhân của 19 chú chó, ảnh, Quỳnh Tâm. Chị N.P nói, trong 3 tháng qua, chị và 19 chú chó của mình sống trong căn hộ của chung cư này theo hợp đồng thuê qua môi giới. Trong khoảng thời gian sống ở đây, chủ căn hộ đã phản ánh chị nuôi chó gây ồn ào ảnh hưởng đến hộ dân khác. Sau nhiều lần thương thảo không thành, phía chủ hộ không muốn cho chị tiếp tục thuê nhà nên chấm dứt hợp đồng. Theo chủ nhân 19 chú chó, ban quản lý chung cư đã nhiều lần phản ánh và bắt chị viết cam kết khi nào chó sủa lên là cắt nước. Chị cũng xin ban quản lý cho mình thêm thời gian chuyển nhà nhưng không được hỗ trợ. Họ đã cắt nước hoàn toàn căn hộ của tôi từ đầu tháng 3, khiến tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc sinh hoạt. Tôi biết mình làm sai nên đã có thiện chí tìm chỗ ở mới. Tuy nhiên, họ không cho tôi thời gian để xử lý vấn đề cá nhân, chị N.P nói thêm. Chị N.P cho người di dời đồ đạc, nội thất trong chiều ngày 3 tháng 4, ảnh, Quỳnh Tâm. Ngoài ra, chị N.P cũng phủ nhận chuyện bị đuổi khỏi chung cư vì không đóng tiền thuê nhà. Chủ nhân 19 chú chó khẳng định, tài chính của chị không đến nỗi phải thiếu nợ. Tôi không nuôi chó vì mục đích kinh doanh, càng không có nhu cầu bán chó. Ai nói tôi không đóng tiền nhà thì mời qua đây nói chuyện trực tiếp, tôi sẽ cho xem đầy đủ giấy tờ để đối chứng. Giá thuê nhà ở đây không hề rẻ, nếu không đủ tài chính thì làm sao tôi dám thuê và nuôi 19 con chó, chị nói. Phía ban quản lý chung cư cũng xác nhận có sự việc đồ đạc và 19 chú chó dưới sân chung cư nhưng không chia sẻ thông tin cụ thể.